chào Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội ngày thứ năm hôm nay, episode thứ 44. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ, mỗi thứ năm hàng tuần chúng ta vẫn có chương trình xã hội. Chương trình này chủ yếu là tìm hiểu về cuộc sống của người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ để cho khán thính giả ở bên ngoài nước Mỹ có dịp tìm hiểu rõ hơn về cách sống, sinh hoạt và à, làm ăn của người Mỹ gốc Việt tại đây. Quý vị, đó là cái chủ đích của chương trình xã hội hàng tuần ngày thứ năm và bây giờ là episode thứ 44. Và trong cái chương trình sau này, hôm nay nó lại hơi liên quan tới những vấn đề chính trị một chút. Tuy nhiên, bài nói chuyện này để cho quý vị thấy được là đừng nhìn vào cộng đồng Việt Nam qua lăng kiến của mỗi mùa, mùa tranh cử. Quý vị, chúng ta còn khoảng 3 tháng mấy nữa là bắt đầu tới cái mùa tranh cử tại Hoa Kỳ. Tức là tháng 5 tây tháng 11 sẽ là ngày bầu cử. Và trong giai đoạn này thì bắt đầu có những cái hút hạt từ trong cộng đồng, bắt nguồn từ các nhân vật trong cộng đồng ra tranh cử dòng chính. Thì quý vị, bắt đầu từ năm 2000, có thể nói là sau khi mà Trần Thái Văn đắc cử chức nghị viên thành phố Garden Road và đưa hàng loạt một số những giới trẻ gốc Việt vào dòng chính ở trong các cương vị địa phương, thì bắt đầu từ đó cho tới giờ, cứ mỗi 2 năm một lần, thì bầu cử Mỹ nó lại ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy được những cái cuộc gọi là đánh phá, chụp mũ, rồi tấn công lẫn nhau bằng truyền đơn, bằng những cuộc biểu tình xuống đường bằng những cái ngôn ngữ uh, miệt thị nhau ở trên các đài radio hay là các uh, cái uh, công ty truyền thông vân vân và vân vân và gần như nó trở thành một cái thông lệ cứ mỗi hai năm một lần thì quý vị năm nay cũng không ngoại lệ năm nay thì uh, cộng đồng người Mỹ gốc Việt riêng ở California cũng cũng có nhiều người ra tranh cử có nhiều người ra tranh cử các vị trí ở Bắc California cũng như ở Nam California và quý vị bắt đầu những cái đòn đánh phá đã chuẩn bị xuất hiện trở lại, sau nhất là sau ngày hôm nay, tức là sau ngày 18 tháng 7 này, khi mà bắt đầu cái chiến dịch tranh cử được khởi động thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều cái nhìn từ bên ngoài vào nước Mỹ và thấy là cộng đồng Việt Nam lại bị chia rẽ trầm trọng. Thì quý vị, thật sự cộng đồng thì nó nó là chia rẽ thì nó đã diễn ra từ chục năm chục năm nay rồi, chứ không phải là mới đây. Có thể nói là từ lúc mà thập niên 80 tới bây giờ thì cộng đồng luôn có những cái khuynh hướng khác nhau kể cả những cái việc gọi là bầu bán trong cộng đồng cho tới những cái việc bầu bán trong các hội đoàn thì nó đã có sự chia rẽ này rồi nó không có uh, thay thay đổi một chút xíu nào hết từ lúc mà chúng ta bắt đầu có cái cộng đồng người Việt ở Mỹ và tới ngày hôm nay thì quý vị gần như là nó trở thành một cái gì đó thường lắm nhất là tất cả mùa tranh cử này các ứng cử viên gốc Việt dù ở đảng nào cũng bắt đầu dốc và uh, dốc sức của mình ra tranh cử và khi dốc sức của mình ra tranh cử thì bên cạnh cái việc mà đưa ra những cái quan điểm tranh cử của mình thì họ cũng mở chiến dịch tấn công đối phương bằng nhiều cái hình thức khác nhau có khi gửi thư rác tới tận nhà có khi thì biểu tình chống đối có khi kích động biểu tình và cũng có khi là họ lên tất cả các đài radio các đài TV hoặc là một số những cái trang mạng xã hội để chỉ trích đối thủ thì các vị chuyện này nó vẫn xảy ra gần như là cứ hai năm một lần tuy nhiên thì đứng từ bên ngoài nhìn vào nước mỹ thì mỗi lần xảy ra vấn đề này thì với sự khai thác của một số cái công ty truyền thông thì làm cho tất cả những người bên ngoài nước mỹ đều nghĩ rằng cộng đồng ở, việc ở mỹ chia rẽ trầm trọng chia rẽ trầm trọng phân hóa quá nhiều và họ cuối cùng họ đi tới kết luận là cộng sản thành công trong việc phân hóa cộng đồng đó là một trong những cái À, kết luận của một số những người ở bên ngoài nước Mỹ và một số những người không quan tâm tới cái vấn đề này ở một số tiểu bang khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế quý vị, nếu mà chúng ta nhìn lại thì mỗi một lần có xung khắc giữa các chính trị gia, giữa các cái mạng chụp mũ lẫn nhau thì mỗi một lần thì cộng đồng lại vỡ ra thêm một vấn vấn đề mới và họ bình tĩnh hơn. Năm nay có vẻ như là mọi người đã hiểu nhiều góc ra nhiều góc của vấn đề và họ không có bị lôi kéo vào những cái đấm đá chính trị của các ứng cử viên. Có vẻ như là do cái một số yếu tố tác động từ cái cuộc bầu cử dòng chính của Hoa Kỳ dẫn tới tình trạng mà trong cộng đồng năm nay có thể cái nhịp độ nó sẽ có nhưng mà nó không có tăng mạnh như những năm trước. Đặc biệt là năm nay thì một số vị trí gần như là đã có những cái cuộc tranh cử từ ở cấp địa phương cho tới các cấp tiểu bang thì đã có những cái cuộc À, gọi là tranh cãi và những cái quảng cáo đã kích lẫn nhau quý vị đã thấy nhan nhản ở trên mạng xã hội hay là ở trên một số những công ty truyền thông của người việt chúng ta thì quý vị năm nay cũng tương đối như vậy có nghĩa là năm nay thì từ cấp địa phương ở các thành phố lên tới cấp tiểu bang thì vẫn có những cuộc tái tranh cử lại và khi tái tranh cử thì quý vị sẽ chứng kiến được là các đối thủ bắt đầu chụp mũ nhau bất kỳ một lý do gì bất kỳ một lý do gì À, dù là một cái uh, chuyện vô tình nhỏ thôi Nó sẽ được xé ra thành to Rồi nó trở thành một vấn đề trầm trọng Rồi nó qua cái sự kích động trên mạng truyền thông Và truyền thông xã hội Nó trở thành một cái uh, sự kiện Và kích động mọi người ra chống đối lẫn nhau Đó là những gì mà chúng ta đã chứng kiến Trong uh, nhiều năm qua Có thể nói là hơn 20 năm qua Và nó sẽ tiếp diễn trong năm nay Có điều mức độ năm nay tôi chưa biết được là Nó có giảm đi Hay là nó sẽ còn gây gắt hơn Thì quý vị trong, đặc biệt là trong cái bối cảnh nền chính trị phân cực tại Hoa Kỳ. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều khối người Việt. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều khối người Việt. Ngay trong gia đình của tôi vẫn có những người ủng hộ bên Đảng dân chủ và mỗi khi ngồi xuống chúng tôi vẫn cãi lộn. Nhưng mà cãi rồi thôi, kể như cũng là vì là người trong gia đình, chỉ cãi cho nó vui thôi chứ cũng không có đến nỗi mà gọi là xung khắc gì đâu. Nhưng mà một số gia đình khác thì tới mức mà gọi là có sự khác biệt giữa người thân trong gia đình. Thì quý vị đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là mỗi chúng ta nhìn tùy theo cái nhìn tích cực hay tiêu cực nếu nhìn theo tiêu cực thì cứ mỗi lần bầu cử cộng đồng việt nam lại vỡ ra thêm một phần khi mà các đối thủ từ những người bạn trở thành kẻ thù khi mà tranh cử và ta chọn phe phái thì đang là người bạn trở thành kẻ thù và bên cạnh đó thì mỗi lần bầu cử thì cộng đồng lại có những cái màn chụp mũ lẫn nhau khiến cho khi mà hàng gắn lại vết thương này phải mất nhiều năm. Đó là cái mà ở bên ngoài và mọi người chứng kiến. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một cách tích cực, thì chúng ta sẽ thấy một cái góc cạnh khác tốt hơn. Tại vì nhờ cái sự tiêu cực này mà người ta mới nhìn ra được cái con người thật sự của các chính trị gia, của các ứng cử viên để họ chọn lựa lá phiếu của mình. Họ lắng nghe những lời, lời chụp mũ chỉ trích và họ lắng nghe những lời giải thích, họ lắng nghe những lời phản biện để họ biết đâu là sự thật. Thì quý vị cứ mỗi một lần có vấn đề xảy ra thì quý vị chúng ta lại nhìn ra được thêm nhiều vấn đề mà từ xưa đến tới nay chúng ta chưa hề biết. Và chính nhờ những cái này chúng ta có thể chọn lựa một cách chính xác hơn. Và nó là một cái coi như một cái truyền thống rồi, nếu tôi nói là từ năm 2000 tới bây giờ là 24 năm rồi. Thì quý vị nó trở thành một cái truyền thống rất là thông lệ. Tuy nhiên thì cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi để cho cán tính giả ở bên ngoài nước Mỹ hoặc là những người ở những tiểu bang xa không phải ở những khu mà đông đúc người Việt họ có một cái nhìn rất tiêu cực về cộng đồng mà đông đúc người Việt từ ở Houston qua tới Bắc Cali, Nam Cali quý vị nó đều có những cái tiêu cực này và nhiều người ở những tiểu bang xa ví dụ như ở Ohio, Iowa hoặc Oklahoma họ nhìn về cộng đồng người Việt ở những cái nơi đông người họ cho là phức tạp và có những cái uh, tiêu cực quá nhiều họ tránh né nhiều hơn. Thì đây là cái nhìn của những người ở những tiểu bang xa hoặc là ở ngoài nước Mỹ, ở bên Âu Châu, ở bên Úc và kể cả bên Việt Nam. Thì họ cho rằng là cộng đồng bị chia rẽ càng lúc càng trầm trọng hơn. Thật sự cái sự chia rẽ này thì tôi nói là chia rẽ thì không đúng, nhưng chưa bao giờ đoàn kết thì đúng hơn. Tại vì tôi đã từng nói trong một xã hội dân chủ rất khó có sự đoàn kết. Rất khó có sự đoàn kết trừ phi nó có những cái biến cố lớn. Nó làm cho người dân gạt bỏ tất cả những khác biệt. Còn bình thường trong xã hội và kể cả tới mùa bầu cử thì quý vị sự khác biệt vẫn có. Sự khác biệt vẫn có và sự khác biệt này nó tạo ra sự tranh cãi. Và từ sự tranh cãi trở thành sự chống đối nhau rồi dẫn tới uh, chụp mũ lẫn nhau. Tôi rất tôi thấy rất là nhiều mà thường thường là cứ chụp mũ thân cộng sản hay là làm lợi cho cộng sản là nhiều. Thì những cái điều này chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều. Năm nay cũng không ngoại lệ. Có thể mức độ nó giảm hơn. Và có thể mức độ nó tăng hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái cuộc xào xáo trong cộng đồng trong thời gian sắp tới. Nhất là bây giờ là giữa tháng 7 rồi. Chúng ta, tháng 11 chúng ta bầu cử rồi quý vị. Các uh, chính trị gia, kể cả các cái hội đoàn, các cái uh, thành phần trong cộng đồng bắt đầu chọn phe, chọn phái để mà tấn công lẫn nhau nhằm dành cái lợi cho phe của mình hoặc là uh, phe chính trị của mình. Và điều này vẫn tiếp tục xảy ra trong năm nay nó không có gì khác biệt cả. Có điều, chúng ta đứng ở cái góc nhìn mà tôi nói rằng là sự trưởng thành của mỗi cộng đồng đều phải trải qua. Nếu quý vị sinh hoạt ở trong cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Ấn Độ, cộng đồng người Philippines, thì họ cũng không khác biệt gì chúng ta. Họ vẫn có những cái điều này. Có điều là tại vì chúng ta không nhìn tới cộng đồng họ nhiều. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng, ô, cộng đồng người Việt là chia rẽ nhất, không bằng cộng đồng người Hoa, không cả bằng cộng đồng người Philippines hay là người Ấn Độ. Thật sự, quý vị, cộng đồng người Việt cũng không khác gì những cộng đồng khác hết. Những cộng đồng khác cũng có sự chia rẽ. Ví dụ cộng đồng người Hoa, những người Hoa gốc Đài Loan, những người Hoa gốc Hồng Kông, những người Hoa gốc Trung Quốc đều có sự khác biệt. Và sự đấm đá của họ còn gây gắt hơn. Còn gây gắt hơn nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn từ bề ngoài vô, chúng ta lại không thấy sự đấm đá này. Nhưng nếu quý vị sống trong nội bộ của người Hoa, sinh hoạt với họ nhiều, quý vị sẽ thấy được là họ chửi nhau dữ lắm. Họ chửi nhau trên mạng xã hội họ chửi nhau ở trên các mặt báo chí và quý vị thấy cái sự phân hóa này rất rõ ràng cái hôm mà bà Thái Anh Văn tới ở cái thư viện của Ronald Reagan thì quý vị thấy hai bên một bên một bên binh một bên chống vẫn có thì cái này chỉ là cái diện thôi thì cho quý vị thấy có sự khác biệt ở các cộng đồng không không tại vì bất kỳ một cộng đồng nào ở nước Mỹ này đều phải trải qua cái giai đoạn đó tại vì cái giai đoạn đó làm cho cộng đồng họ được trưởng thành hơn làm cho cộng đồng đó được trưởng thành. Cộng đồng Việt ở Mỹ, tính đến bây giờ mới có khoảng nửa thế kỷ. Nếu tính từ năm 1975. Còn những cộng đồng khác, họ có mặt ở đây trên 100 năm. Riêng cộng đồng gốc Hoa, họ có mặt ở đây trên 150 năm rồi. Họ có một cái bề dày gấp 2, gấp 3 lần của cộng đồng người Việt. Thì quý vị, họ cũng đã vượt qua tất cả những cái khó khăn tranh cãi này. Chứ không riêng gì cộng đồng người Việt đâu. Tuy nhiên thì, với cái nhìn mà bây giờ mọi người chứng kiến thì quý vị thấy các vị trí ở trong các cái uh, vùng mái của chính quyền địa phương từ cấp thành phố Garden Row, Westminster, Fountain Valley ở Houston hay là ở San Jose cho tới cái cấp uh, cấp quận như là quận Cam hay là quận Santa Clara rồi cho tới cái cấp tiểu bang thì các vị chúng ta đã thấy có rất nhiều những ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử Bắc Cali cũng vậy, Nam Cali cũng vậy Bắc Cali thì cuộc đối đầu của Madison với lại Kimberly Dương có thể sẽ là cái cuộc đối đầu lần đầu tiên của hai ứng cử viên gốc Việt ở đây cho cái vai trò giám sát viên của quận Santa Clara. Hay là <laughs> cuộc tranh cử của một số ứng cử viên gốc Việt ở tại đây. Nam Cali thì cũng có một số những cái vị trí quan trọng từ cấp quận cho tới cấp địa phương, thành phố. Đó, thành phố Ganro thôi. Năm nay là tới 4 năm ứng cử viên ra tranh chức thị trưởng của thành phố Ganro đều là gốc Việt. Thì các vị, do đó cái việc mà chụp mũ đánh phá lẫn nhau, nó sẽ không tránh khỏi. Kể cả những cái thư rác gửi tới tận nhà quý vị, kể cả những cái việc mà lên trên đài radio, truyền hình hay là sử dụng các mạng xã hội để chỉ trích chửi bới lẫn nhau, chụp mũ lẫn nhau, nó sẽ không tránh khỏi. Nó sẽ không tránh khỏi và người trong cộng đồng cũng bị chia phe phái, một bên chọn bên này, một bên chọn bên kia. Thì nhưng mà nó là một cái sinh hoạt tôi nói rằng không một cộng đồng nào tránh khỏi cả không một cộng đồng nào tránh khỏi. Tại vì chúng ta phải trưởng thành trong cái môi trường này. Đó là cái môi trường của một xã hội dân chủ, khi những ý kiến khác biệt được đưa lên. Vấn đề còn lại là chúng ta làm sao thuyết phục được đám đông. Thôi. Thuyết phục được đám đông đồng ý với cái quan điểm của mình hay đồng ý với những cái lý luận của mình. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là bỏ qua những cái ngôn ngữ chụp mũ hay là đánh phá lẫn nhau. Quý vị chỉ cần ngồi xuống phân tích cái lý luận của từng người một thì quý vị sẽ thấy bên nào thuyết phục hơn mình chọn bên đó cái chuyện là mà tôi nói rằng hoặc là hợp với mình hơn thì mình chọn bên đó tại vì quý vị trong xã hội của Mỹ bây giờ nhất là trong cái giai đoạn bây giờ thì quý vị sẽ không có tình trạng đi hai hàng tức là muốn mua lòng bên đây một chút mua lòng bên kia một chút thì quý vị sẽ cháy ngay trong cái cái tình thế gọi là nền chính trị phân cực ở Mỹ người ta không chấp nhận cho kẻ đi hai hàng, tức là nếu mà đi hai hàng, bên đây cũng chửi, bên kia cũng chửi luôn. Tức là không ai đứng ở giữa làm anh hùng cả, phải đứng về một phía. Thì cái này nó cũng làm cho mọi việc nó rõ ràng hơn thôi. Thì tuy nhiên thì uh, có nhiều người họ cho rằng họ là người ôn hòa, có suy nghĩ ôn hòa, họ không muốn đứng về phía nào hết. Nhưng giống như tôi nói là cái xã hội nó không cho phép cái việc sự chọn lựa này cuối cùng quý vị phải chọn đứng một bên mặc dù trong lòng quý vị không muốn tôi không muốn chọn bên nào hết nhưng mà cuối cùng thì chính quý vị cũng phải chọn bên là bởi vì cái đòi hỏi của xã hội của người thân của bạn bè nó đòi hỏi chuyện này và cuối cùng quý vị cũng phải đưa ra quyết định sau cùng là đứng về phía nào tại vì không ai đứng ở giữa mà được an toàn cả sẽ bị đả kích từ hai phía thường họ từng nói là họ đứng giữa hai lần đạn nhưng tại sao phải chọn thái độ đứng giữa hai làn đạn? Trong khi quý vị có khả năng chọn một bên. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là trong cái xã hội Mỹ ở giai đoạn trước mắt và cộng đồng người Việt ở giai đoạn trước mắt cũng vào tình trạng này. Có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái việc mà đã kích lẫn nhau. Cho tới khi nào cái giai đoạn được xem là nhiễu nhương này nó trầm lắng bớt đi thì lúc đó cái thái độ ôn hòa xuất hiện trở lại có thể thuyết phục được. Còn bây giờ tỏ ra thái độ ôn hòa muốn lấy lòng bên đây một chút, muốn lấy lòng bên kia một chút, thì tôi không nghĩ rằng là nó là một cái giải pháp tốt trong giai đoạn này. Nhất là những cái biến động xảy ra trên chính trường Mỹ, nó tác động trực tiếp vào cái suy nghĩ của người trong cộng đồng. Nó tác động rất nhiều. Và chính điều này, nó làm cho cái cái cộng đồng bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ hơn. Quý vị sẽ nhìn nhiều góc hơn. Và có được cái sự, sự chọn lựa đứng đắn của mình. Vẫn phải chọn lựa nhưng ít nhất quý vị xem cái chọn lựa của mình là đứng đắn bất kể là quý vị đứng về phía nào đứng đắn với cái suy nghĩ của quý vị đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với tất cả những khán giả ở bên ngoài nước Mỹ ngay cả những khán giả ở trong nội địa nước Mỹ và đừng vội vã kết luận sớm khi cho rằng là sự chia rẽ này làm cho cộng đồng Việt Nam khá không nổi quý vị nếu nhìn lại cộng đồng Việt Nam vẫn phát triển nhanh chứ không chậm Cộng đồng Hoa tôi nói họ có mặt ở đây 150 năm. Cộng đồng Đại Hàn có trên 100 năm. Cộng đồng Nhật Bản cũng trên 100 năm. Cộng đồng Philippines cũng trên 100 năm. Cộng đồng Việt Nam mới có mặt ở đây có 50 năm thôi. Nhưng mà chúng ta đã bước một bước khá dài. Về mặt chính trị, quý vị thấy rõ ràng, chúng ta có rất nhiều những dân cử gốc Việt so với những cộng đồng khác. Mặc dù chúng ta chưa có mặt trên liên bang, nhưng ít nhất chúng ta đã có mặt ở tiểu bang, ở cấp quận hạt, ở cấp thành phố, các học khu chúng ta có đầy hết tất cả những ứng cử viên gốc Việt, ứng cử viên tức là những người ra tranh cử, những người được dân bầu chứ không phải bổ nhiệm. ngay cả những vị trí quan tòa cũng được dân bầu. thì người Việt chúng ta cũng có mặt ở trong những vị trí này. tức là nếu mà so sánh lại, chúng ta có mặt ở Mỹ rất là ngắn nửa thế kỷ, nhưng chúng ta đi một con đường rất nhanh, chỉ có nửa thế kỷ thôi, chúng ta đã có mặt ở tất cả các cái lĩnh vực về chính trị mà đa số là được dân bầu. Tức là không phải được bổ nhiệm gì cả. Được chính người dân bầu. Những người dân từ ở các địa phương bầu. So với cộng đồng của Nam Hàn. So với cộng đồng Nhật Bản. So với cộng đồng Hoa. Chúng ta không thuộc kém. Mặc dù rằng bây giờ trên liên bang chúng ta chưa có ai. Nhưng mà trong những năm sắp tới. Tôi tin rằng là mình sẽ có một cái ghế ở liên bang. Nhưng mà từ cấp tiểu bang trở xuống chúng ta đã có. Ít nhất ở Oregon là có 5 à, dân biểu gốc Việt Mặc dù họ theo đảng Dân Chủ Nhưng mà họ đã có mặt ở trên Oregon Tại tiểu bang California chúng ta có 2-3 dân biểu gốc Việt Và có thượng nghị sĩ gốc Việt Rồi trên quận Hạt Chúng ta đã có giám sát viên gốc Việt Rồi trong đó còn có Club à, Recorder Ký lục sự Chúng ta cũng có nhân viên gốc Việt Và người được bầu đăng hàng. Rồi thị trưởng, nghị viên cho tới quỹ viên giáo dục đều được dân bầu. Do đó, nếu mà so sánh với những cộng đồng khác, chúng ta đi nhanh hơn. Đương nhiên về kinh tế thì có thể chúng ta chưa bằng. Nhưng phát triển về văn hóa, phát triển về chính trị và phát triển về tất cả những cái lãnh vực khác, chúng ta đã đi rất nhanh rồi. Nếu mà chúng ta nhìn từ bên ngoài nhìn vào nước Mỹ Do đó tôi mới nói là đừng nhìn những cái cuộc tranh cử Những cái tranh cãi trong cộng đồng Mà vội vã cho rằng là cộng đồng Việt Nam chia rẽ nó có sự tranh cãi và nó có sự hụt hạt từ nhiều năm nay chứ không phải mới đây nhưng mà cái vị nó không cản được cái sức phát triển của cộng đồng mặc dù có tranh cãi nhưng mà cái sự phát triển vẫn có và còn nhanh nữa thì cộng những đồng cộng đồng khác cũng vậy thôi không có gì khác biệt cả do đó khi mà quý vị, vị nhìn từ bên ngoài vào cái cộng đồng người Việt ở Mỹ thì quý vị sẽ thấy được cái sinh hoạt nó đa đa dạng hơn đa dạng hơn và đừng nhìn cái thiểu số ra tranh cử rồi vội vã đánh đánh giá tất cả những cái khu vực khác của cộng đồng từ cái lãnh vực kỹ thuật cho tới cái lãnh vực làm ăn cho tới cái lãnh vực công chức thì quý vị chúng ta vẫn có hiện diện ở khắp nơi và sức phát triển này nó vẫn được xem là khá mạnh khá mạnh và cho tới giờ phút này tôi đã gặp rất nhiều những đứa trẻ thế hệ thứ hai làm trong các cái cơ quan chính quyền của của quận hạt hay của tiểu bang và nó tự xin việc và nó tự uh, nhận việc làm chứ không có nhờ tới người người nào cả và chính điều này mà tôi nói với quý vị là nó có những cái chúng ta nhìn ở nhiều góc cạnh khác nhau để đánh giá cộng đồng người Mỹ có việc ở đây đừng nhìn qua lăng kiến của các cuộc tranh cử hay là đừng nhìn qua cái lăng kiến của một số kẻ đâm bị thóc thọc bị gạo trên các cái chương trình mạng xã hội YouTube hay là Facebook tìm cách đâm thọc người này người kia để mà họ tạo cái tên của họ hay là họ tạo cái chỗ đứng của họ ở trên mạng xã hội. Mà quý vị nhìn vào cái sự phát triển chung của cộng đồng từ cái thành phố Bonsa, cái thành phố Westminster đường Bonsa. 40 năm trước, 50 năm trước nó chỉ là những bãi rác, những vườn dâu, những vườn cam thôi. 50 năm sau nó có những tòa building rồi. Ai xây? Quý vị, người Việt chúng ta sai. Và họ có mượn tiền, họ có được ai tài trợ không? Hay họ tự mình vay tiền của ngân hàng, họ tự mình làm ăn buôn bán để mà có được cái tài sản này. <laughs> Giờ đó, tôi nói quý vị, nếu nhìn vào cái lăng kiến chung, mà nhìn tổng diện, thì quý vị sẽ thấy được sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ rất mạnh và rất nhanh. Còn nếu quý vị chỉ soi mói vào những cái sự hút khặt trong cộng đồng, đó, hôm rồi đó quý vị, cái vụ của Đeo Dương thôi, cả trăm người gọi cho tôi cả trăm người inbox rồi gọi cho tôi thì cho thấy rằng là gì quý vị họ vẫn thích soi mối vào những cái chuyện hụt khặt này mà họ không đứng lui một bước để nhìn cái sự phát triển của toàn bộ cộng đồng đây là cái mà tôi nói là nhiều người cần phải suy nghĩ lại tại vì cứ nhìn vào cộng đồng bằng cái lăng kiến tiêu cực này quý vị sẽ không thấy cửa thoát và nhiều khi quý vị bị đẩy về phía cộng sản mà quý vị không biết cứ nhìn ở mỹ tiêu cực tiêu cực riết rồi cái tự nhiên có cảm tình với cộng sản rồi đi qua bên phía cộng sản trong khi đó quý vị nhìn một cách rộng hơn <laughs> những cái phát triển đa dạng của cộng đồng ở tại mỹ đã tới mức nào rồi nhìn vào cái đó quý vị sẽ tin tưởng hơn vào cái sự phát triển đừng nhìn vào cái sự hụt hạt của một vài cá nhân một vài chính trị gia thì quý vị đã vội vã kết luận và cho rằng cộng đồng Việt Nam không đáng để quý vị quan tâm. Rồi đi qua, bắt đầu là đi qua gặp mấy thằng Cộng sản, nói vuốt ve vài câu, rồi bắt đầu nói những lời có lợi cho Cộng sản. Chính quý vị tự đẩy mình qua phía Cộng sản. Phải nhìn vào vấn đề một cách rộng rãi hơn. Đây là cái mà tôi chia sẻ với tất cả khán thính giả của TNP Channel. Sau khi mà tôi chứng kiến được rất nhiều những cái inbox từ Việt Nam, từ nước Úc hỏi thăm về những cái xào xáo trong cộng đồng. Tôi nói xào xáo thì nó có. Nhưng mà mức phát triển vẫn đang phát triển tốt. Nó không có cái gì gọi là uh, gọi là có những cái uh, lớn lao cả. Mặc dù tới mùa tranh cử thì vẫn có ông ứng cử viên này chụp mũ ông ứng, ứng cử viên kia kia. Hay là ông dân cử này chụp mũ ông dân cử khác. Chuyện đó vẫn xảy ra. Và nó vẫn đang xảy ra tại thành phố Westminster này. Chứ không đâu hết ngay tại cái gọi là trung tâm của thủ đô người tị Đạn mỗi một hai tuần một lần vẫn có cái diễn đàn cho dân phát biểu đó thì quý vị thấy những nghị viên gốc việt ngồi trên đó vẫn bị chửi như thường vẫn bị chửi mỗi một mỗi hai tuần một lần như thường nhưng mà quý vị họ vẫn phải điều mà điều hành cái quần máy của thành phố họ vẫn phải có trách nhiệm với thành phố họ vẫn làm công việc của họ và họ vẫn phải chịu đựng cái là chửi bới của phe đối lập ngay trong phiên họp của thành phố mỗi mỗi hai tuần một lần thì điều này cho quý vị thấy là có những hộp hạt có những chụp mũ có những tranh cãi nhưng không có nghĩa nó mang tất cả hình ảnh đó là hình ảnh đại diện cho cả một cộng đồng người mỹ gốc việt tại đây quý vị đã gặp những cái cộng đồng thương gia chưa quý vị đã gặp cộng đồng của những cái nghề chuyên môn chưa từ khối luật sư bác sĩ cho tới uh, hiệp hội về ngành tóc neo, cho tới những ông chủ chợ, cái việc có chứng kiến là những ông chủ chợ ban ngày cạnh tranh gay gắt, ban chiều tối họ ngồi với nhau họ nhậu, mà ban ngày thì họ nghĩa là trên các đài truyền hình, đài radio là họ tung chiến dịch sale ra cạnh tranh gây gắt luôn, nhưng mà tối họ ngồi chung với nhau họ nhậu, hai ông luật sư cãi nhau chết bỏ trên tòa, nhưng mà chiều về thì ngồi uống bia với nhau. Đó là chuyện rất là bình thường. Do đó quý vị đừng có nhìn một cái lăng kính nó gọi là một chiều như vậy để quý vị đánh giá sai lầm cái cộng đồng người Việt ở đây. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của Phong liên quan tới cái uh, xã hội của người Mỹ gốc Việt ở đây khi mà có nhiều người vẫn đánh giá cộng đồng người Việt ở đây qua những cái lăng kiến tiêu cực từ những cái clip trên uh, Youtube hoặc là Facebook hay là một số những cái uh, chỉ trích nhau trên một số đài radio truyền hình thì vội vã đã cho rằng cộng đồng Việt Nam chia rẽ và không khá nổi. Thì ở đây là tôi làm cái bài nói chuyện này để cho quý vị thấy rõ là bất kỳ một cộng đồng nào cũng có vấn nạn riêng của họ. Và mỗi một cái vấn nạn nó giúp cho cộng đồng có cái sức mạnh để phát triển nhiều hơn chứ không cản trở cái sự phát triển của cộng đồng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye